Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chìa Khóa Khỏe Đẹp được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 5 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, có một thực tế là chúng ta đôi khi khó để giảm cân nặng xuống 1kg nhưng lại dễ dàng tăng lên 1-2kg. Có rất nhiều lý do gây tăng cân, trong đó có thói quen sinh hoạt. Và đây là 3 thời điểm tăng cân mạnh nhất trong ngày bạn cần chú ý. Thứ nhất, buổi sáng sớm. Không ít người có sở thích ngủ nướng vào buổi sáng, nhưng thói quen này có thể phá hủy đồng hồ sinh học của cơ thể. Bởi buổi sáng là lúc quá trình tuần hoàn máu, trao đổi chất sẽ diễn ra. Nếu bạn không dậy ăn sáng và hoạt động thì các chất độc sẽ có cơ hội tích tụ lại trong cơ thể, từ đó khiến cho cơ thể của chúng ta càng dễ béo lên nhanh. Thứ hai là 2 giờ trước và sau bữa ăn. Nhiều người sẽ cảm thấy đói trong khoảng 2 giờ trước và sau khi ăn trưa, tức là khoảng thời gian từ 10 giờ sáng và 4 giờ chiều. Thời gian này nhiều người sẽ cảm thấy đói nên lựa chọn ăn vặt để khỏa lớp cơn đói. Tuy nhiên thời gian này nếu bạn ăn nhiều thực phẩm chứa calo và chất béo cao sẽ khiến cho cơ thể tích tụ quá nhiều mỡ, gây tăng cân, béo phì. Và cuối cùng là thời gian từ 20 đến 23 giờ. Buổi tối khoảng 20 đến 23 giờ là thời điểm rất dễ tăng cân trong ngày. Do thời gian này là thời điểm tốt nhất để cơ thể giải độc. Nếu không được nghỉ ngơi kịp thời vào ban đêm sẽ khiến nhu động đường tiêu hóa tăng tốc đi kèm với cảm giác đói. Nếu ăn vào lúc này sẽ dễ tăng gánh nặng cho dạ dày và tích tụ mỡ, kéo theo đó là tăng cân. Ngoài ra, những người thường xuyên thức khuya sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thải độc tố, rác thải trong cơ thể. Quý vị thân mến, một nghiên cứu mới được công bố trên chuyên sang Internal and Emergency Medicine đã chỉ ra chóng mặt là một trong những triệu chứng thần kinh phổ biến ở bệnh nhân COVID-19. Hiện tại cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC Mỹ đều đã đưa triệu chứng chóng mặt vào danh sách các triệu chứng liên quan đến COVID-19. Trước đó, nhóm chuyên gia Ý đã tiến hành nghiên cứu trên 1.512 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Kết quả theo dõi sức khỏe cho thấy có 16,6% bệnh nhân trong nghiên cứu cho biết họ gặp phải tình trạng chóng mặt, mất thăng bằng, choáng váng. Thưa quý vị, Tết đến xuân về là dịp để tất cả mọi người hưởng niềm vui đoàn viên, sum họp cùng gia đình, người thân, bạn bè. Đây cũng là khoảng thời gian để chúng ta giải tỏa căng thẳng, stress, lấy lại tinh thần, chuẩn bị tăng tốc trong năm mới. Tuy nhiên, chính những ngày vui chơi, xả hơi này đôi khi lại khiến làn da của chúng ta trở nên đen, xỉn màu và xù xì hơn. Vậy chúng ta phải làm sao để giúp làn da lấy lại vẻ trắng sáng, hùng hào sau Tết đây? Hãy cùng chương trình Chìa Khóa Khỏe Đẹp kỳ này khám phá ngay nhé! Thưa quý vị, đến với chương trình, người sẽ giải đáp những thắc mắc cho chúng ta xin được giới thiệu chuyên gia sắc đẹp, giảng viên thẩm mỹ chị Trần Ngọc Mỹ và giám đốc điều hành của Nice Beauty chị Nguyễn Thị Cẩm. Xin chào hai chị, cảm ơn hai chị đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Xin chào MC, chào chị Cẩm và chào quý vị. Xin chào MC, xin chào chị Ngọc Mỹ và xin chào quý vị. Chị Ngọc Mỹ thân mến, chắc hẳn là dịp Tết là dịp mà tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt là chị em phụ nữ rất mong muốn mình có một làn da khỏe mạnh và trắng sáng. Tuy nhiên sau những ngày nghỉ Tết thì có một tình trạng chung xuất hiện, đó là da của chúng ta thường bị tình trạng đó là xỉn màu hay đen sạm. Vậy thì điều này nguyên nhân do đâu ạ? Những cái ngày Tết á thì cái chế độ ăn uống của mình, cái chế độ nghỉ ngơi của mình, cái chế độ mà bảo vệ cho làn da, cấp dưỡng chất cho làn da nó cũng không có được thực hiện gọi là chỉnh chu như cái bình thường. Tại vì các anh chị thấy rồi, Tết là ai cũng đi chơi. Rồi đi ra tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đi chụp hình, rồi thức đêm, thức khuya. Thì những cái yếu tố đó nó tác động vào trong cái làn da của mình, cho cái cơ thể của mình. Thường thì Việt Nam mình ăn Tết xong là bước vô mà chuẩn bị đi làm, thấy ai cũng mệt mỏi. Chứ không phải là những cái ngày nghỉ ngơi nào phải là bà con, dòng họ, rồi đi chơi, rồi chăm con, rồi đủ thứ. Một cái sức khỏe mà không có ổn, không có khỏe thì cái làn da mình cũng không khỏe được. Mà mình phải khỏe thì mới đẹp. Đó là tất cả những cái mà nguyên nhân để gây ra cho xỉn màu cái làn da sau cái dịp Tết. Và đối với tình trạng này thì không biết là chị Cẩm có những chia sẻ gì ạ? Đúng là như chị Ngọc Mỹ đã chia sẻ, thì đa phần trong những ngày lễ dịp Tết, nhất là dịp Tết, thì đa phần chị em chúng ta đi chơi một cách thoải mái, vô tình chung á, thì các chị không bảo vệ được cái làn da của mình cũng như là bảo vệ cả sức khỏe. Thì Cẩm khuyên đối với các chị em muốn để cho làn da chúng ta trẻ, khỏe và trắng sáng thì
nên cấp nước, cấp ẩm, dưỡng ẩm cho làn da. Và ngoài ra cũng không quên uống những viên uống để hỗ trợ sức khỏe từ bên trong. Đó là sức khỏe của làn da. Vậy thì còn theo ý kiến của chị Mỹ, làm sao để da của chúng ta có thể trở lại trắng sáng và khỏe mạnh ạ? Mình thường khuyên các cái việc các anh chị thường làm, thứ nhất là cung cấp đủ cái dưỡng chất cho cơ thể, phục hồi lại cái năng lượng của cơ thể sau những cái ngày mà mình hoạt động quá mệt mỏi như là tiệc tùng hoặc là các cái hoạt động ngoài trời. Ăn uống đủ dưỡng chất, cung cấp đủ nước cho làn da, cộng với uống những cái viên thực phẩm chức năng hoặc là bổ sung cho cơ thể. Giống như bản thân Mỹ thì Mỹ sẽ bổ sung vitamin C để cho nó phục hồi lại cái năng lượng của cơ thể. Mà khi năng lượng của cơ thể được phục hồi thì lập tức làn da của các anh chị cũng được phục hồi. Khỏe thì mới trẻ, mới đẹp được. Do đó là các anh chị phải lưu ý cái vấn đề này. Và trái cây nè, nước rau củ nè, thoa kem dưỡng ẩm, thoa kem chống nắng, tẩy tế bào chết và cấp ẩm cho cái làn da một cách tuyệt đối, thì sau đó các anh chị sẽ dần phục hồi lại. Ngoài yếu tố di truyền, chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý, chăm sóc da đúng cách, thì việc lựa chọn mỹ phẩm cũng như các sản phẩm hỗ trợ giúp da trắng sáng cũng vô cùng quan trọng với làn da. Từ thực tế trên mà hiện nay hàng nghìn công nghệ, sản phẩm làm trắng da liên tục ra đời để phục vụ nhu cầu làm đẹp của chị em như kem dưỡng, tiêm trắng, kem lột, tắm trắng. Trong đó phải kể đến viên uống trắng da được nhiều chị em tin dùng. Vì được bào chế dưới dạng viên nén như các loại thuốc uống thông thường nên có thể sử dụng dễ dàng và tiện lợi khi mang theo. Vậy nếu lựa chọn viên uống trắng da để sử dụng thì cần chú ý đến những tiêu chuẩn nào để đảm bảo an toàn và hiệu quả? Chúng ta hãy cùng đến với phần chia sẻ của khách mời ngay sau đây. Và trên thị trường hiện nay, thưa quý vị, là có một sản phẩm mà chắc hẳn quý vị cũng đã nghe đến. Đó chính là viên uống trắng da, đã được rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Khi mà nói về viên uống trắng da thì không biết là đây là sản phẩm có công dụng như thế nào à? Xin mời chị Ngọc Mỹ. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều cái loại viên uống, gọi nhanh nó là viên uống làm trắng da. Thực chất đó là những cái viên thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho cái cơ thể của mình. Tức là cái viên uống đó nó có một cái tác dụng là đi thẳng vào hỗ trợ cho lớp màng tế bào gốc của cái làn da của mình để phục hồi lại cái lớp tế bào gốc. Và khi cái lớp tế bào gốc được phục hồi thì nó sẽ làm một cái việc là ức chế sản sinh melanin. Melanin là những cái tế bào đen, khi mà nó đẩy lên da thì các anh chị sẽ thấy là sạm nè, nám nè, mà nếu nó nhiều quá thì là chúng ta sẽ bị nám. Thì đó là cái cách mà tất cả những cái viên uống làm trắng da trên thị trường hiện nay họ sẽ, các công ty họ sẽ sản xuất theo một cái tác dụng là có những cái thành phần như là glutathione, rồi vitamin E, rồi vitamin A để giúp phục hồi lại toàn bộ những cái tế bào, những cái cấu trúc tế bào trong cái làn da của chúng ta để giúp cho làn da nó hồi phục và sản sinh ra những cái lớp tế bào mới khỏe hơn, đẹp hơn. Và các anh chị cũng nhớ rằng là khi các anh chị uống cái này thì các anh chị cũng phải tư vấn kỹ với cái người mà sở hữu cái viên đó là với cái tình trạng da của tôi, với cái độ tuổi của tôi, với tất cả những cái biểu hiện của cơ thể tôi, thói quen sinh hoạt của tôi như vậy thì tôi sẽ phải uống trong vòng bao nhiêu lâu. Quả thật là với việc sử dụng bất kỳ một loại sản phẩm nào thì chúng ta cũng cần phải hiểu về sản phẩm cũng như là hiểu về cơ thể của mình để sử dụng cho chính xác. Chắc hẳn là để làn da của chúng ta trắng sáng thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều loại sản phẩm. Và trong đó thì có một loại sản phẩm đã gây được tiếng vang lớn, đó chính là viên uống trắng da. Và ngày hôm nay thì đại diện của Nai Beauty, chị Cẩm, chắc hẳn cũng muốn chia sẻ về sản phẩm này đến mọi người đúng không ạ? Viên uống Nai Beauty nó sẽ khác các cái viên uống khác trên thị trường. Thứ nhất là nó bổ sung nội tiết tố, bổ sung cấp dưỡng tế bào và chỉnh sửa ở cấp độ tế bào và hạn chế sản sinh sắc tố melanin, là cái sắc tố định hình trên màu sắc của làn da, đồng nghĩa là giúp cho làn da chúng ta ngày càng trắng sáng hơn. Trong viên uống Nai Beauty, ngoài thành phần nano glutathione ra thì có thêm các thành phần là L-citin, nano curcumin, cao đăng sâm, cao huyền sâm, selen, collagen và một số vitamin khác hỗ trợ trong quá trình cấp dưỡng tế bào, chỉnh sửa tế bào và nâng cấp tế bào, giúp cho cơ thể của chúng ta ngày càng khỏe hơn, bảo vệ sắc đẹp từ bên trong ra bên ngoài. Viên uống Nai Beauty thì được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay, đó là công nghệ nano mà sinh học. Thì với công nghệ này, viên uống được đạt chuẩn của Bộ Y tế
và ngoài ra được đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ. Công nghệ nano màng sinh học là công nghệ mà bên Nye Beauty mình cũng đã nghiên cứu và phát triển và áp dụng vào các sản phẩm. Vậy thì không biết rằng công nghệ này có khác biệt gì so với những sản phẩm hiện tại đang có mặt trên thị trường không ạ? Viên uống Nye Beauty là viên uống đầu tiên làm theo công nghệ nano màng sinh học. Với công nghệ nano màng sinh học hướng đích sẽ giúp cho tất cả các thành phần trong viên uống Nye Beauty đến tận nơi tế bào cần căn chỉnh và sẽ giúp cho tế bào ngày càng phát triển lành mạnh hơn, khỏe hơn và giúp cho cơ thể của chúng ta ngày càng khỏe hơn, trắng sáng hơn, căng bóng hơn. Cụ thể như thế này, khi mình uống viên thuốc vào thì các thành phần trong viên thuốc sẽ được màng sinh học bảo vệ và nó sẽ dẫn đến nơi tế bào cần chỉnh sửa hoặc là tế bào cần tăng sinh. Thì nó sẽ hỗ trợ đến nơi đó và bung màng sinh học ra. Nhờ công nghệ này mà viên uống Nye Beauty đã đạt hiệu quả gấp 5 lần. Dạ vâng, còn đối với chị Ngọc Mỹ là một chuyên gia của chuyên ngành da liễu và đã tiếp xúc với rất là nhiều những công nghệ tiên tiến trên thế giới, thì chị đánh giá công nghệ nano màng sinh học như là của thương hiệu Nye Beauty áp dụng cho các sản phẩm của mình nó như thế nào ạ? Các công nghệ nano được ứng dụng trong tất cả những cái sản phẩm như là dược phẩm, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Nano là cái gì? Nano là chúng ta sẽ siêu nhỏ lại cái cấu trúc của cái sản phẩm, của cái thành phần đó để khi mà tiếp xúc vào bề mặt hoặc tiếp xúc vào cái cơ thể. Giống như là chị Cẩm chị đã nói, tức là ở bên công ty của chị, công ty Phan An Green thì sản xuất ra cái sản phẩm viên uống trắng da với cái công nghệ là nano màng sinh học. Thì khi cái nano màng sinh học này tấn công vào trong cái lớp màng tế bào của da, ở cái lớp màng tế bào gốc, thì sẽ làm cho một cái việc là ức chế sản sinh cái tế bào hắc tố melanin. Không có sản sinh ra melanin thì làn da của các anh chị sẽ trắng sáng dần hơn. Đồng thời nữa là cái glutathione là một cái thành phần thực chất nó là một cái thành phần giải độc cho cơ thể, giải độc cho tế bào gan. Và khi các anh chị sử dụng cái sản phẩm này, cái thành phần này với cái công nghệ nano á, là nó đã siêu phân tử các tế bào, cái hoạt chất đó để tấn công vào nhanh vào trong cái tế bào da, hỗ trợ để đạt được cái hiệu quả nhanh nhất trong cái việc mà khi các anh chị sử dụng. Dạ vâng, cảm ơn chị Ngọc Mỹ. Và nhân dịp năm mới 2022 thì không biết là thương hiệu Nye Beauty của chúng ta có điều gì muốn chia sẻ đến quý vị khán giả? Với tiêu chí của công ty là luôn hướng tất cả các khách hàng đều khỏe, trẻ từ bên trong và sáng đẹp bên ngoài, thì vừa rồi viên uống Nye Beauty đã làm được là căn chỉnh từ bên trong, từ cấp độ tế bào để giúp cho cơ thể khỏe lên, thì làn da sáng, khỏe, trẻ từ bên trong. Sắp đến đây, dự định của công ty Dược Phan An Green sẽ cho ra đời nhiều sản phẩm cũng tương tự về công nghệ này và cũng đáp ứng nhu cầu về bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp. Tiếp tục ra mắt một sản phẩm vô cùng tuyệt vời nữa, đó là kem chống nắng Nye Beauty sẽ hỗ trợ bảo vệ được bên ngoài. Thì các bạn biết rồi đó, nếu mà cân chỉnh, chỉnh sửa và điều chỉnh sắc đẹp từ bên trong, hỗ trợ bên ngoài, thì có phải làn da chúng ta ngày càng căng bóng, trẻ khỏe và đảo ngược lão hóa đúng không ạ? Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã mang đến cho quý vị khán giả những thông tin làm đẹp hết sức thú vị. Xin chúc hai chị năm 2022 thật nhiều sức khỏe và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng những chia sẻ từ khách mời của chương trình Chìa khóa khỏe đẹp sẽ giúp quý vị có thêm thông tin để khắc phục cũng như bảo vệ làn da của mình khỏe đẹp và trắng sáng. Tuyết Vinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên đề sức khỏe làm đẹp hấp dẫn trong những kỳ phát sóng tiếp theo.